dối sủ ra mê ra nhau mắt chấp ba ma đó tha na về ra mà ni sẽ khá ba đăng sa ma ya mi còn sang sai Panati pata viramani sikkhapadang sammā Samādhi yasang adinna viramani sikkhapadang sammādhi yāmi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ trùng cấp. Kāmera viramani sikkhapadang sammādhi yāmi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ tà dâm. Musa vada viramani sikkhapadang sammāthiyāmi. Con xin vâng giữ quy chánh xa xứ nói dối. Sura meraya macca pamadathana viramani sikkhapadang sammāthiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani mancha sikha badane sa tu gang kattawa atma madene nicha karang sammarakitam bang. Chỉ thiện tinh nên thọ truyền ngụ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời. Chẳng nên với vui. Ama pante dạ xin vâng. Sĩ lên a su ga tân danh tí, sĩ lên a phô ga sàm bà đa, sĩ lên a nịp bù tân danh tí, tà sma ma sĩ lên a su tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rum, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức Tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán đức Tam Bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân tỳ tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoài, hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch cho đại đức Tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, dạo bây giờ đến vừa đúng thời giờ để chúng ta kể. Hôm nay chúng ta sẽ kể lại bài kinh pháp cú số 89 mà chúng ta học ngày thứ sáu tuần qua. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi hoan hỷ hướng dẫn đạo tràng kể bài kinh pháp cú 89. Nam mô Phật Tha. Dạ, dạ con xin cung thỉnh đại đức pháp tín ạ. Chắc là đại đức pháp tín đã để nick không có chiếc máy rồi. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng cung thỉnh đại đức tệ nhân. Biết đại đức tệ nhân có chiếc máy không ạ? Alo. Biết đại dạ, con đã cung thỉnh đại đức hoan hỷ. Kể bài kinh pháp cú số 89. Dạ, kính cung thỉnh đại đức. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Dạ, con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Con xin được phép năm câu kệ số 89 ạ.
Ye sang sambo thi yang ge su samma chi tang su pha vi tang adana pa ti ni sak ge anupada ya ye ra tang hina sa wa chu ti man to te lo ke pa ri ni pu tang Ye sang sambo thi yang ge su samma chi tang su pha vi tang Adana pati nisage anupada jayerata Hinasawa cuti manto teno kepa niriputan Yesang sampo te yang gesu samacitang sufawitang Adana pati nisage anupada jayerata Hinasawa chuti manto te lo ke pariniputan. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư nhân Mít Nại Chô Rung ạ. Sa thu lành thay kính tri ân đại đức tuệ nhân đạo kể và kinh pháp cú số 89 chứ. Sau đây Vát Thanh Na xin được kính mời cô tu nữ tuệ duyên các chư đạo quý đạo hữu Xích Vô Thường, Xích Ái Minh, Tâm Pháp còn ai nữa hay giơ tay kể. Có bằng mấy người xin kính mời nha Vát Thanh Na để không mất thời giờ xin kể trước. Ye sang sampo thi gang ye su samma cittang su phavitang adana patis nisake anupadaya ye rata hina swawa jutin mato te loke parinibhuta Ye sang sambo thi yang ge su samma cittang su phavitang adana pati sage anupadaya ye rata hina sava cutin mato te loke parinibbuta Ye sang sambo thi yang ge su samma cittang sapa Supasvitang adana patini sage anupadaye yaye rata hinasawa cutin namanto teloke parini puta yesang sambo tiyang gesu samma cittang supavitang adana patini Tinisake anupadaya jerata hinasawa cutin manto teloke parinibbuta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Bản dịch của ngài Minh Châu. Khéo thay tu tập sát chi, lành thay chánh hạnh, nhiếp trì bền tâm. Người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng trói, niết bàn ở đây. Hòa Thượng, Giới Đức, Nam Mô Phật Thầy. Và con xin được xuống mic, mến mời Xích, tay Xích Đái Minh giơ tay, mến mời Xích Đái Minh nhé. Dạ, sa thứ lần thầy kính cảm ơn huynh Gia Thanh Ma. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, kính lễ đại đức Tuệ Nhẫn, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, anh em kính chào quý anh chị, cảm ơn cô tự duyên đã cho biết rõ anh Thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 89.
Ye sang sam bồ thi dần ghê số sam ma chi tăng su pha vi tăng a đà na ti a đà na ba ti ni sắc ghê anu bà đà gia về ra tà khi na chu ti man tô tê lô kê ba ri ni bu tà Ye sang sam bồ thi dần ghê số sam ma chi tăng su pha vi tăng a đà na ti a đà na ba ti ni sắc ghê anu bà đà gia về ra tà khi na sa hòa chư ti man tô tê lô kê pa ri ni bu tà về sanh tam bồ thì văn ghê số sam ma chi tăng su pha vi tăng a đà na ba ti ni sắc ghê anu bà đà gia về ra tà thì na sa qua chư ti man tô tê lô kê ba ri ni bu tà những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ phân chấp thủ không lậu hoặc sáng chói sống tịch tịnh ở đời tánh dịch của hòa thượng Minh Châu về sanh tam bồ thì văn kỳ sư Samma chi tăng su pha vi tăng a đà na ba ti ni sắc về anu ba đà gia về ra tà khi na sa qua chư ti man tô tê lô kê ba di ni tu tà Ye sang sam bồ thi văn ghê số samma chi tăng su pha vi tăng a đà na ba ti ni sắc ghê anu ba đà gia về ra tà khi na sa hòa chư ti man tô tê lô kê ba ri ni bu tà khéo thay tu tập giác chi lành thay chánh hạnh nhiếp trì bình tâm người không ô nhiễm dục trần sống đời sáng chánh niết bàn ở đây cổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ em đã trả bài xong, mời chị vô tường tiếp theo ạ. Dạ con là Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Đảnh ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Từ Mẫn kính chào quý sister. Dạ, dạ cô tu nữ tuệ duyên. Con xin kệ đọc bài số 89 để con đọc. Ye sang sam bồ thi dần ghề su samma chích tăng su pha vi tăng adana ba tinik sang ghe anu pa ya ya ye ra ta khina sa wa yuti mang to telo ke pa pini buta Ye sang sambo thi dần kê su samma chích tăng su pha vi tăng aya na ba ti ni sang ghe anu ba da ya ye ra ta kina sa wa yu tik mang to te lo ke ba vi ni pu ta Ye sang sambo thi dần ghê su samma chích tăng su pha vi tăng aya na tinik sang ghe anu pa ya ya ye ra ta khina sa wa chuti mang to te lo ke ba rini putta những ai với chánh pháp khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ không chấp thủ không lậu hoặc sáng chói sống tịch tịch ở đời Hòa thượng Thích Minh Châu khéo thay tu tập giác chi lành thay chánh hạnh
nhiếp trì bệnh tâm. Người không ô nhiễm trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây, hòa thượng giới đức. Về sẵn Sambo thì dặn ghế su sâm ma chi tăng su pha uy tăng a ya na ba ti ni sắc kê anu pa ya ya ye ra ta khi na sa wa dù tì măng tô tê lô kê pa rì ni bụng ta. Về sẵn sâm bô thì dặn ghế su sâm ma chiếc tăng su pa huy tăng. A đà na ba tì nịnh sắc ghế anu pa ya dạ dê ra ta khi na sa wa chu ti măng tô tê lô kê pa ri ni cung ta dê sẵn su ti dặn dê tu sâm ba chi tăng su pha uy tăng a đà na ba tì nịt sắc ghê anu pa ya dạ dê ra ta khi na sa wa trụ ti măng tô tê lô kê ba ri ni cung ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịch ở đời, hòa thượng Thích Minh Châu. Khéo thay tu tập giác chi, lành thay chánh hạnh, nhiếp trì bệnh tâm, người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn là đây, hòa thượng giới đức. Dạ, từ mẫn con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ, còn kính dâng mít lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 89. Dạ, cảm ơn Quốc Thanh. Dê sang sâm vô thi dân kê su sâm ma chích tăng su pha quý tăng. A đà na bát ti nít sắc kê. Anu bà đà giá dê, giá dê ra ta. Khi na sắc hòa chú tiên văn tồ. Tê lô kê bà đi nít bút tô bút ta. Ye sẵn sâm bô tì yăng ghê su sâm ma chi tăng su phà quý tăng. Đà pa ti nít sắc ghê anu ba da ya ye ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke pa ri ni bu ta ye sẵn sâm bồ
thì dâng ghê xu sâm ma chinh tăng su pa quý tăng đà na ba ti ni sắc ghê anu ba da ya di ra ta khi na sa wa chu ti man to te lo ke ba ri ni bu ta thấy bài dạ tự nhiên xin xuống mất bây giờ tự nhiên hết thấy bài dạ thấy xuất khác dạ kính mời xuất khác à dạ dạ thấy dạ, nhưng mà tự nhiên thấy tín hiệu của xuất khác nhưng bây giờ để tự nhiên đọc tiếng Việt những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ không không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khéo thay tu tập giác chi, lành thay chánh hạnh, nhiếp trì bền tâm. Người không ô nhiễm dục trần, sống đời sáng chói, niết bàn ở đây. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời chị Xuất Khá. Alo. Dạ con cảm ơn cô chú ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Những lễ ơn đức chư Phật, ơn đức giáo pháp, ơn đức chư tăng. Con kính những lễ thủ độ hương hạnh. Đại đức Pháp Kính, đại đức Tuệ Nhân, cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử đang đạo tràng. Các con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 8. Dê sang sam bồ thi dần ghê su sam ma chi tăng su pha vi tăng an đà la pa ti ti sắc ghê a lu pa đà ga dê sa ta khi là hòa chúc tim man tù tê nô kê pa di ni bú tà dê sang sam bồ thi dần ghê su sam ma chi tăng su pha vi tăng a đà la pa ti ni sắc ghê a lu pa đà ga dê sa ta khi là sa hòa vũ hòa chu ti mần tù tề nô tề pa di ni ta dề rằng sầm bồ thi rằng ghề xuất sầm mà chích tầng xuất phà quý tầng a đà la pa di ni sắc ghề a lu pa đà ra dề ra tà khi là sa hòa chu ti mần tù tề nô kề pa di ni ta những ai với chánh tâm khéo tu giác trì từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ không chấp thủ không lậu hoặc sáng chói sống tịch tịnh ở đời luôn là bạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong dạ. Giờ con kính mời chú Bát Tha Lá lên mic ạ. Nam mô Bát Tha Lá. Dạ, sa thu lành thầy xuất khai anh đúc khá. Dạ, nam mô Phật Tha, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, sau phần ôn bài số 89, dạ, để trước khi bước vào kinh thỉnh đại đức Pháp Tín giảng bài 90 Bát Tha Lá xin được thỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka thi pati sahampati katanjariyanti varang
Aya cha tha san ti tha sa ta priya kha cha ti ka te se tu tham mang anu kam pi mang pa chang sa tham ma phe ring vi nay yan cha ka yang su tan cha pan dang a phi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sa cha dan dang pa pho tha nay ye pari sa ya ma che Evang sahampati brahma bhagavantang ayajata tunhi bhavenatang Putho karunyena thivasaya tanha vuthaya padena Mikhadayang tato kato panchavakhyada yonaye amang payesi dhammato Tato paputhi samputho anuna thamadesanang Makhavatsani dese sisattanang attasittakang tena sathu Ayyopante dese tu thammadesanang Sappayittha parisaya anukampampi katave Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc ca giá ngài rời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ pháp từ Đó là nhóm Kiều Trần Như Được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp Bốn mươi lăm hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lần rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Thaya. Dạ thay mặt đại chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi hoan hỷ. Tích nghĩa y vự từ vự. Bài kinh pháp cú số 90. Dạ Nam Mô Bụt Thaya. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức pháp tín ạ. Alo, không biết đại đức pháp tín có chiếc máy không ạ? Alo, bà đại đức pháp tín có chiếc máy không? Không thấy có tín hiệu. Alo, kính bạch đại đức pháp tin, không biết đại đức có chiếc máy không ạ? Nếu đại đức chưa có chiếc máy, con xin đại đức một tín hiệu. Dạ, alo. Đại đức thấy vào từ sớm mà để nick ở đây không thấy tín hiệu gì hết. À, lúc đấy có đại đức cái gì? Đại đức tuệ nhấn mà ra mất rồi. Dạ, bây giờ biết làm sao ha, có để nick này. Dạ, kính bạch lễ đại sư Nam Nguyễn vừa quang lâm đạo tràng pháp cú kinh chuyên đề. Không biết có ai chùa Bửu Đức, cũng có vị nào không? Cô Tỷ Duyên ở chùa Bửu Đức hay chùa Siêu Lý à cô? Chắc bây giờ chùa Viên Giác à? Viên Giác. Tại gặp cô ở chùa Siêu Lý, ở chùa Bửu Đức mấy lần thì cũng ở chùa Bửu Đức á.
Dạ cảm ơn cô. Bây giờ không biết làm sao ha. Có đại đức đây mà không. Bây giờ làm sao đây ta? Nếu có, nếu mà đại đức không tín, bác tín không gọi trước máy. Hiện nay đại đức không tín có trước máy và bác thân xin được để bàn tiếp nha quý vị. Để chờ cái tín hiệu của đại đức pháp tín thì bác thân sẽ dừng. Quý vị đang ngồi thiền mà quý vị thấy cái tâm này nó trộn rộn quá đi, kèm giữ không được, hơi thở ra hơi thở vào và bị phóng vật quên hoài không. Dạ con kính cung thiền đại đức pháp tín ạ. Từ bi hoan hỷ giảng từ vựng bài kinh pháp cô số 90 Nam Mô Phật Thầy giá. Dạ con kính cung thiền đại đức. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Xin sám hối với Chư Tăng, cáo lỗi quý vị do nãy giờ chúng tôi bận công việc bên ngoài. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 90. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa tuyệt vời. Gattatino Viso Katsa. Gattatino Viso Katsa. Gattatino Viso Katsa. Vipa Muttasa Sabbathi. Vipa Muttasa sắp bát thí, quyết bát mút tát xá sắp bát thí, sắp bát gần tháp bát hì nát xá, bát gần tháp bát hì nát xá, sắp bát gần tháp bát hì nát xá, bát đích là hồ na quyết cha tí, bát đích là hồ na quyết cha tí, bát đích là hồ na quyết cha tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái học từ Gattatino. Gattatino, Gattatino có nghĩa là đã trải qua, đã trải qua. Thường thường thì Gattatino thì Gatta là đã đi đến, đã đến, đã đi đến. Athana, Athino là trải qua hay là hành trình. Hành trình thì do theo cái ngữ cảnh ở trong cái bài kệ này thì chúng ta lấy cái nghĩa là đã trải qua, đã trải qua, đã trải qua. Viso cách xa, viso cách xá, viso cách xá có nghĩa là không còn sầu muộn. Viso cách xá không còn sầu muộn. Vipa muttasa ở đây có nghĩa là hoàn toàn giải thoát. Vipa muttasa hoàn toàn giải thoát. Hoàn toàn giải thoát. Sabbathi. Sabbathi có nghĩa là mọi thứ hay là tất cả. Sabbathi, mọi thứ hay là tất cả. Dạ, kế tiếp thì ở dòng thứ ba chúng ta có một cái niệm từ sắp bát gan tháp bát hi nát sát. Đây là một cái liên từ gồm có ba cái danh từ phối hợp lại, sắp bát gan tháp bát hi nát sát
có nghĩa là đã buông bỏ mọi ràng buộc, đã buông bỏ mọi ràng buộc. Sắp bá là tất cả hay là mọi thứ đó, ganh thác, ràng buộc. Bahi na xá có nghĩa là buông bỏ. Thành ra ba cái danh từ này phối hợp lại, chúng ta lấy cái nghĩa là buông bỏ mọi ràng buộc. Đã buông bỏ mọi ràng buộc. Dạ, xa thú. Kế tiếp thì ở đồng thứ tư, chúng ta có một cái danh từ Bát rít la hồ. Bát rít la hồ có nghĩa là bực bội hay là nóng nảy. Bát rít la hồ, bực bội hay là nóng nảy. Ná có nghĩa là không. Biết chắc tí, tìm thấy hay là biết đến. Biết chắc tí, tìm thấy hay là biết đến. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Lai Minh hỗ trợ phần một bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. Gát tắc thi nô vi sô cách xá quyết ba mút tát xá sắp bát thí sắp bát gần tháp bát hì ná xá bát rít là hồ ná quyết cha tí. Đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không nhiệt não. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền. Giờ đây thì con xin thay mặt hội chúng trong lớp học có Phước Kinh Chuyên Đề, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoàn hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 90. Và con xin thành kính cung kính Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con xin thành kính cung kính Thượng Tọa Tuệ Quyền. Do cái màn hình của chúng tôi không có thấy. Dạ, không có thấy tín hiệu. Dạ, con xin thành kính cung kính Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai để cho đại chúng nghe rõ. Mời Bụt Thầy cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Phật Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kẻ sinh cầu vào thời giảng. Arahang Summa Sumbutho Phakawa Bụt Thăng Phakawan Tăng. Apiwa Đề Miswa Khato Phakawata Kapo Tham Ma Masa Visukupano. Phật cầu tu sáu và cả sanh khổ sanh khăn nam ma mỹ chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo người nhà quê được tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng và quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua cái câu Phật cú số 90 cũng là phẩm A La Hán, phẩm A La Hán của Phật cú đầu. Thì là một cái tích truyện mà nó rất đặc biệt. Câu Pháp Cú chúng ta vừa học, đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đồng trừ mỗi ràng buộc, vì ấy không nhiệt não. Đấy là lời của Phật đã đọc Câu Pháp Cú. Thì tương truyền rằng cái Câu Pháp Cú này đã được xuất hiện khi mà Đức Thế Tôn ngày có một lần thì Đề Bà Đạt Đa do cái sự ganh ghét, do cái sự ganh tị với Đức Phật tại cái vườn xoài
khi Đức Phật đi tới cái cuộc rồi thì có đề cập đến một cái vị đạo sĩ, đó chính là Chi Quá Cát. Đây là một cái vị lương y là Nguy Chi Quá Cát. Thì một lần nọ thì Đức Phật ngày vì cái tâm muốn ám sát để Đức Phật, cho nên là Đạt Đa mới tìm một cái tảng đá lớn từ trên cái đỉnh núi Linh Thú. Thì kênh kia Đức Phật này đi qua để lăn tảng đá xuống, nghĩ rằng tảng đá này có thể nó sẽ đè chết Đức Phật. Nhưng điều mà với một cái việc trên đẳng chánh giác đó, thì không có gì có thể mà nguy hại đến ngài được. Thì chỉ có một cái tảng đá nhỏ, chỉ một có miếng phiến đá nhỏ nó văng xuống và trúng vào cái ngón tay của ngài. Thì kính thưa quý vị, thì sau đó thì Đức Phật này được đưa đến xin lỗi, cái ngón chân cái chứ không phải là ngón tay, thì đưa đến cái ông Chi Quá Cá này, tức là lương y Chi Quá Cá, để băng bó cho Đức Phật. Thì khi băng bó cho Đức Phật á, thì sau khi băng bó Đức Phật xong thì ông ta phải ra ngoài thành để chữa trị cho những người bệnh. Thì ông ta đi về, chỗ lúc mà ông ta đi về thì nó muộn quá, thì bị đóng cửa thành rồi. Thì ông ta rất là lo âu, sợ rằng thì nếu như mà ông ta mà không về kịp để mà gỡ cái vết thương đó, gỡ cái băng bó đó ra cho Phật, thì Phật này sẽ rất là đau đớn. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật biết được cái tâm của ông Chi Quá Cá đã có một cái sự lo lắng cho ngài như vậy, mà ngài bảo ngài A Nan gỡ cái vết thương, cái băng bó vết thương nó ra. Mà sau khi mà gỡ ra thì nó đã lành, nó đã coi như là không còn đau đớn nữa. Thì sau sáng hôm sau thì khi mà mở cửa thành đó, thì ông Chi Quá Cá đi thẳng đến Đức Phật và bạch hỏi với Đức Phật rằng đó, bạch Thế Tôn, thì bạch Thế Tôn có đau nhức không, khi mà hôm qua con không có kịp về để mà gỡ cái sự băng bó đó ra. Thì Chi Quá Cá Như Lai đã bảo A Nan đã tháo ra rồi, và Đức Phật này nói lên cái bài kệ cho Chi Quá Cá biết, tức là đích đã đến, không sầu giải thoát ngoài tất cả đoạn trường của làm buộc vĩ, không còn nghiệp não hay là với người đi trọn cái đường sống chết, giải thoát mọi ưu phiền và tất cả gông cùng xiềng xích đã đập tan, đâu còn nóng bức vì não nhiệt. Thì đây cũng chính là một cái câu chuyện mà đặc biệt là kính thưa quý vị, đối với một vị chánh đẳng chánh giác ấy, thì không có một cái việc mà đột tử được, hay là chúng ta gọi là cái nghiệp mà cái đoạn nghiệp đó nó có thể chướng ngang mà nó cắt đứt cái mạng sống của ngài, thì nó không thể xảy ra với một người Việt chánh đẳng chánh giác. Khi bước đến chánh đẳng chánh giác biết rằng cái thời gian tuổi thọ của mình đã hết và thuận theo lẽ vô thường, cho nên Đức Phật này xả bốc thân này, chứ còn không có ai một thiên giới ma giới nào mà có thể nhân người và trời người có thể mà hành hung được Đức Phật. Cho nên vì vậy cái tâm ý mà sát hại của Đề Bà Đạt Đa đã không được một cái như ý được, mà cũng không có cái gì mà làm cho ngài có thể đau đớn, có thể mà ngài bị kẻ thù mà hại ngài cho đến ngài phải đau đớn, cho ngài phải khổ sở hoàn toàn. Cái điều đó nó khả dĩ lắm, là do cái nghiệp của chính ngài ở trong quá khứ ngài mới bị như vậy, chứ còn hoàn toàn là không có thể như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy một điều mà tất cả chúng ta có sự lưu ý ấy, gọi là người đã đến không sầu, đã đến cái gì, đã đến cái đích đây, tức là cái mục đích giải thoát. Cái đích đến đây chính là cái đạo quả niết bàn, cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau. Một con người mà không còn cái sự khổ đau nữa thì kính thưa quý vị, thì con người đó khi mà người mà đã thành tựu, đã đạt được đến đến, tức là trải qua cuộc hành trình rồi đó, thì nói rằng kính thưa quý vị, vì ấy chỉ thân xác đau đớn, cứ cảm thọ khổ thôi, chứ còn tâm vị ấy không có cảm thọ khổ được. Đây là một điều đặc biệt.
Bởi vì cảm thọ khổ nó có hai: thân thức thọ khổ và tâm thọ khổ. Bây giờ hỏi gì chứ, thí dụ bây giờ như là cái sự đau nhức về xương, đau nhức về cái sự cảm xúc, cảm mạo, thì đâu các vị thánh tứ quả các ngài vẫn có cái cảm giác đau đó. Chứ tâm các ngài, chúng ta đừng có nghĩ rằng là thân của các ngài là cũng thân tứ đại, mà thân tứ đại này thì nó có sự lụi tàn, thì nó phải bị một cái sự tàn lụi của sắc pháp, cái sinh tiến, cái gì cái diệt của sắc pháp. Thì đối với cái bậc thánh các ngài phải đối diện chứ không có thể vượt qua được. Thì cũng như vậy, nhưng đặc biệt là cái tâm của các ngài thì không có đau đớn, tâm không có đau đớn, cho nên vì vậy là vị đã đến thì không còn cái sầu, không còn cái sự sầu muộn, không còn cái sự khổ đau, không còn một cái sự cột trói của phiền não nữa. Cho nên vì vậy á, cho nên ngài không có cái sự buồn khổ. Thì như đã nói, Chi Bố Cá đây tức là một vị lương y nổi tiếng thời Đức Phật. Ông ta có một vườn sồi đẹp ngoài kinh thành. Ông ta cũng cúng cái vườn đó cho tăng đoàn để có cái tịnh xá. Còn chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là một người ở trong dòng họ Thích Ca. Nếu mà nói theo phàm tục có nghĩa là cũng là anh vợ đó, đó là anh của Gia Du Đà Lạt. Thì cũng là ở trong dòng họ Thích Ca, cũng đi xuất gia. Nhưng điều mà có thể nói rằng là cái cũng là một giai thoại từ tiền thân cho tới cái hiện tại hiện sinh của Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa là một kẻ thù, là một đối tác mà Đức Phật ngài thực hành pháp độ, hay là một cái ý nghĩa sống động, tuy là xấu nhưng là một ý nghĩa rất là sống động với cái hình tượng của Bồ Tát, với hình tượng của kẻ ác và người hiền mà chúng ta đọc trong kinh văn bổn sanh bổn sự tiền tích, thì chúng ta sẽ hiểu nhiều lần trong kiếp sống là đối thủ của nhau, là người mà nhiều lần đã thua cuộc, nhiều lần coi như là cũng rấp tâm để so sánh, để ganh đua với Phật. Và cuối cùng thì kính thưa quý vị, Đề Bà Đạt Đa coi như là chia rẽ tăng, rồi là coi như là gây nên một cái sự tổn thương đến Phật. Và cuối cùng đến nỗi mà quả đức này không chịu đựng được nữa, thì Đề Bà Đạt Đa phải bị đức thúc. Và Bà Đạt Đa bị đức thúc như vậy, cuối cùng thì ông ta mới ăn năn sám hối, thì ông ta mới cúng dường cái thể xác còn lại đến cho Tam Bảo. Thì Đức Phật ngài xác định rằng tuy là Đề Bà Đạt Đa là đại tội, nhưng trong tương lai, trong dòng sinh tử, Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi đã sơ lược qua cái ý nghĩa của Đề Bà Đạt Đa. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự mưu toan, cái sự ám sát đối với Phật là không được, mà chúng tôi vừa nói. Một cái sự sầu khổ, một cái sự đau khổ, một sự đau đớn, một cái sự nghiệp não của tâm này thì không có trong tâm của vị thánh. Thì như chúng ta được nghe thích nghĩa đó, cái sô cá sát tức là không còn sầu muộn, không còn sầu muộn, không còn khổ đau, không còn phải mệt mỏi nữa. Thì bởi vì sao? Cách tất thi nô tức là vị ấy đã đi đến một cái mục đích, đi trọn vẹn cái hành trình rồi, đã đi cuối cùng đích đến qua hành trình rồi, tức là quyết và muốn tá sát, chính là vị ấy được hoàn toàn giải thoát, không còn cái sinh tử. Và không còn cái sanh tử đó có nghĩa là tất cả các phiền não, tất cả các cái khổ đau sanh tử đã được buông bỏ và vượt thoát mọi cái sự ràng buộc, mọi cái sự trói buộc. Các ngài đã thành tựu được tất cả.
Tức là cái sự ràng buộc đây, tức là chúng ta nó phược á, ganh thái nó phược. Vừa rồi ở cái chỗ bà Bahinasa, tức là đã trút xuống hay là buông xuống những cái phiền não, tức là dục ái sân mạng nghi vô minh đã được vị đệ tử đặt xuống hết. Cho nên trong kinh văn dạy rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn cái đời sống sau nữa. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ về tâm, đau khổ về tâm của người phàm phu, bởi vì người phàm phu khi mà đau nhất thì rất là sợ sệt. Sợ sệt cho cái tấm thân này, sợ sệt cho cái sự sống này, sợ sệt cho cái cảm thọ lạc nó mất đi, cái sự khỏe mạnh nó mất đi, mà cái cảm thọ khổ nó xuất hiện. Nhiều khi chúng ta không sợ chết, chúng ta nói cái miệng, nhưng chúng ta rất là sợ bệnh. Hay nói một cách căn bản, tức là vừa sợ bệnh cũng vừa sợ chết, cả hai luôn. Chứ nói bệnh chết tôi không sợ, tôi sợ bệnh, cái đó nói chẳng qua đó là nói, nhưng điều mà khi cái chết nó đến chúng ta rất là sợ nhé. Khi mà còn phàm phu thì cái chết nó đến rất là sợ, bởi cho nên người ta nói chết mới ngọt, mới là dễ dễ định tĩnh đó. Bởi cho nên khi Đức Phật này dạy chúng ta phải quán niệm sự chết để làm gì? Để chúng ta đón nhận cái chết, chúng ta không sợ chết, hay chúng ta biết điều khiển cái chết. Chứ đừng nói chưa tao sợ chết, mà chúng ta biết giải quyết sự chết của chúng ta để chúng ta được về cõi an lạc. Đây là điều đặc biệt nè quý vị. Chúng ta niệm sự chết để chúng ta biết đối phó và đón nhận cái chết một cách hoàn, một cách tốt đẹp. Bởi vì chúng ta chưa có phải là các bậc thánh, chưa có thể buông bỏ, chưa có thể chấm được, dứt được cái sự sinh tử, cái sự khổ đau. Là chúng ta khi chết đó, là cái tâm của chúng ta nó bức bách, cái tâm mà nó khi mà hơi thở ra không được nữa, hơi thở hít vào không được mà nó, thì lúc đó thử chúng ta nín thở đi quý vị, thử nín thở xem, thì chúng ta không thở được tâm ngọt thì cái tâm bực bội, cái tâm khó chịu đó nó khởi sinh lên, và cái tâm lo sợ nó khởi sinh lên liền. Bây giờ quý vị, không biết quý vị có bị ngọt nước không? Đó, chúng ta chỉ nói ngọt nước thôi, hay là ở chúng ta thử nín thở thôi, thì chúng ta thấy là nó khủng khiếp. Dạ, thì cái sự khủng khiếp của cái sự của sự ngọt thở đó, nó là một hiện tượng của cái chết, tức là hiện tượng xuất hiện của cái chết nó cũng dường như thế, thở ra mà không hít vào phải chết. Ở đây chúng tôi nó đang có cái chết bình thường, chứ không có nói ra cái chuyện nhiều khi người ta dừng thở gian mà cũng vẫn chưa chết, thì chúng ta không có gì cái gì việc đó. Mà chúng ta nói chỉ nói cái chuyện bình thường đi, nhiều khi thở ra mà không còn hít vào nữa, có nghĩa rằng là tâm pháp chuẩn bị rời cái sắc pháp này. Mà khi tâm pháp rời cái sắc pháp này, với cái tâm phàm phu thì lo lắng sợ hãi và cảm thấy cần phải tìm một cái gì đó, bởi vì người ta rất là sợ ngay chỗ này. Lúc đó đó chúng ta nhỏ bé lắm quý vị, chúng ta nhỏ bé lắm, bởi vì cho nên không có chỗ nào an toàn cho bằng. Chúng ta nương tựa về Phật, nương tựa về Pháp, nương tựa về Tăng. Ai nương tựa về Phật, ai nương tựa về Pháp, ai nương tựa về Tăng, sau khi thân hoại mệnh chung sẽ được an toàn hơn, sẽ sanh về thế giới. Cái sự nương tựa đây có nghĩa sự quay về. Cũng như thường thường á, chúng ta nhớ một điều á, chúng ta quy y Phật để làm gì quý vị? Quy y Pháp để làm gì? Quy y Tăng để làm gì? Để chúng ta nương tựa, chúng ta quay về. Và chúng ta nương tựa quay về là chúng ta niệm tưởng cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng một cách thường xuyên. Thì lúc đó chúng ta có chết thì chúng ta làm cái chỗ tựa nương nó rất là tốt đẹp, mà ở trong cái thức thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiết, niệm Thiên, niệm Giới. Dạ, thì ở đó muốn để chúng ta phải thường xuyên đeo và cầm. Còn đối với các bậc thánh thì rất là đặc biệt rồi, chúng ta không nói nữa.
các ngài đã thành tựu, các ngài đã viên mãn, các ngài không còn sợ hãi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau. Cho nên chim có cá hội Đức Phật, ngài có đau đớn lắm không, ngài có khổ sầu lắm không? Thì Đức Phật đó nói đến cái câu kệ: đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi ràng buộc, vì ấy không nhiệt não. Tức là không còn cái sự buồn khổ, không có sự lo âu, không phải mệt mỏi nữa. Có một lần Đức Phật ngày đi khất thực, bị ác ma xui khiến cho người ta không cúng dường đến Phật. Thì ác ma thích quá, chạy đến nói với Phật: à, hôm nay vậy là coi như sa môn của Đàm thế nào cũng bị đổi rồi, không ai cũng cho sa môn hết. Thì Đức Phật nói á, khất thực đối với ta đó chỉ là cái phận sự, còn tâm ta luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Cái cảm lạc thọ ở trong pháp, ở trong cái thiền định của ngài. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, quả toàn thì ác ma đã làm rồi. Bởi vì người không cúng cho Phật chứ quả thật chư thiên là phải cúng cho Phật. Cái phước của ngài không thế nào mà không có. Ác ma không thể có khả năng mà làm cho cản trở cái ân đức của Buddha, của Buddha Đông Pha Quê, mà nó ân đức nó cao cả đó được. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này có hai con người ở trong cái sự bình thường cuộc sống thôi. Một con người có một cái ý niệm, có một chiều sâu về tinh thần, hay là có một cái đời sống nội tâm một chút xíu đó. Khi cái chuyện gì khổ đau khởi sanh lên, vì ấy biết im lặng và giải quyết mọi tình huống. Còn một người mà ít gặp, ít có cái sự suy niệm, ít có cái sự kiểm soát nơi tam nghiệp của mình hay cái bản tâm bản mệnh của mình, thì gặp cái chuyện không hài lòng, gặp cái chuyện mà nó không vừa lòng, vì ấy sẽ bực bội khó chịu, sẽ rên xiết, sẽ khóc than, hay hoặc là khổ sầu. Đây là điều mà chúng ta thấy rất nhiều. Nhưng ngược lại, có một số người thì dầu mất đi sự nghiệp, mất đi tiền của, mất đi tình cảm, nhưng người ấy không phải đau khổ, không phải khổ sầu nhiều, dĩ nhiên là buồn, nhưng người ấy không đến nỗi phải la lối bực bội, coi như là bứt tóc hay hoặc là đập đổ cái này cái kia. Hoàn toàn người ta bình tĩnh vô cùng, nội chứa sở hành đó cũng đã khác. Chứ đừng nói chi đối với các bậc thánh và người phạm phu lại càng khác trăm muôn ngàn lần như thế. Các ngài hết sức nhẹ nhàng đối phó với mọi tình huống. Hay đối với các vị tu túc, nhà tôi tu tập đến cái độ tưởng thượng một chút xíu á, cao chút xíu á, thì cái tình huống phải xử lý tình huống. Và trước Phật tử cũng vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vào đời sống, người ta nói cũng đúng chứ không phải sai đâu. Khi mà quý vị không kiểm soát cái tâm nghiệp của mình, ông hay bà tu gì mà không có hiền, hay dữ quá, hay mà đôi co quá, hay chấp quá, cái đó người ta nói cũng đúng nhưng không sai đâu. Khi mình tu mình phải biết buông bỏ chút xíu chứ. Chứ mình không đừng có chấp rằng mình còn phàm, cho nên sao cũng được, là vậy không đúng. Mà chúng ta là người hiểu biết Phật Pháp, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết nhẫn nại, chúng ta biết tu tập một chút khác hơn cái người tu tập. Bởi người ta nói cũng có phần nào cũng đúng chứ không phải là không hết đâu quý vị. Người ta nói đã có đi vào chùa quy y, rồi tu, rồi nghe Pháp, rồi học Pháp, mà làm gì kỳ quá. Dạ, thì cái tinh thần và tình huống đó là
họ làm như vậy, họ nói như vậy, chúng ta cũng nên tỉnh thức, chúng ta cũng nên quay về mình một xíu. Vì trong cuộc đời này, dĩ nhiên là phàm phu, thì cái tham ái, cái sân hận, cái bực bội, cái khó chịu, nó vốn là một cái ngủ ngầm của tất cả chúng ta, rất lớn rồi. Nhưng chúng ta cũng làm nó khác hơn. Người ta không tu thì người ta khó làm, chứ không phải người ta dễ làm được. Cái thứ việc người ta không tu thì người ta khó làm. Mà khi chúng ta tu, chúng ta không có thể nói là chúng ta khó làm. Ta hãy cố gắng làm cho căn bản hơn. Người ta không tu, chúng tôi xin nhắc lại, thì người ta không làm là đúng. Hay hoặc là người ta không làm do người ta không hiểu biết nhân quả. Còn chúng ta là người học hiểu một phần, thì tuy là phàm phu nhưng chúng ta phải cố gắng làm. Không được, không làm được nhiều thì cũng phải làm được ít. Chứ không phải tại mình mà chúng ta cho qua tất cả. Thì đây là một điều đáng trách vô cùng, đứng trên cái tinh thần hiểu biết về Phật Pháp. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, ngoài cái chuyện giữ gìn những giới luật mà Đức Phật đã ban hành, nó còn một cái phụ chế nữa, tức là chúng ta gọi là cái lô cái quan trái, tức là cái điều gì mà đời chê trách thì đối với người tu chúng ta cũng phải biết, cũng phải biết gìn giữ, cũng phải biết nắm bắt, chứ còn không phải là chúng ta không biết. Cho nên phải nói là một người tu nó rất là khó chứ không phải là dễ. Thấy vậy đó à, quý vị biết bởi vì chúng ta tu là chúng ta bơi ngược dòng nước, thì chúng ta không được, không có ra, chúng ta không có dám mà ở giữa dòng mà bơi ngược lên như các bậc thánh hiền mà đã thành tựu. Thì chúng ta ở trong bờ thì chúng ta cũng tập bơi, bơi được nhiêu thì bơi, làm được nhiêu thì làm, chứ không thể nào mà dậm chân tại chỗ được. Thì cái việc tu, cái việc bơi ngược lại, để cái gì? Để chúng ta, để chúng ta có chút gì đó. Và đây cũng là một bài học mà chúng ta biết là khi một ai đó chọc giận chúng ta, khi một ai đó làm chúng ta mất mát, làm chúng ta thiệt hại, thì chúng ta biết cái duyên, hãy suy nghĩ cái nhân quả. Và cái duyên của nó, cái nhân quả là cái gì? Là chúng ta, tại sao mà chúng ta bị như vậy? Tại sao chúng ta mất mát như vậy? Và chúng ta nghĩ cái duyên, nó được, nó mất, được thua, mất còn. Và cuối cùng thì chúng ta phải khởi lên cái từ tâm. Chúng ta phải lên một cái sự tham nhẫn, cái sự tha thứ, cái sự vượt bỏ qua, cái sự vượt qua, để không còn bị cái oan trái. Cái người tu của chúng ta đó, khi người khác chửi mình, nói xấu mình, hại mình, vân vân, mà chúng ta biết vượt qua, nhìn, biết tham nhẫn, để làm gì? Kính thưa quý vị, để đừng bị oan trái. Đây đề bà đặt đa, chỉ nói một món hàng thôi, thấy cái món hàng tốt, nó mua rẻ, mày đào cái giá xuống, tức là hạ cái giá xuống thật thấp, thì làm bộ đi. Nếu như lát coi như là quay lại, thì đề bà đặt đa vừa bỏ đi, thì đối Đức Bồ Tát đi tới, thì thấy cái món hàng này nó đáng giá, trả giá cao hơn là đề bà đặt đa, thì thế là người chủ đó bán. Đề bà đặt đa quay lại, biết là Bồ Tát đã mua, chỉ một chút xíu đó thôi, bực bội và gây nên một cái sự quan trái, kết quán quán hờn. Từ cái việc nhỏ này nó tới cái việc to, gặp nhau ở trong tiền thân, ở trong cái vòng luân hồi, thì ganh ghét và bực bội càng tăng càng tăng càng tăng, cho tới cuối cùng khi Đức Phật ngày thành Phật, thì khi đó chúng ta thấy Đề Bà Đặt Đa cũng xuất hiện. Nói như vậy thì chúng ta biết, một người mà 10 người giúp,
ta nó thành tựu mệt mỏi, mà chỉ có một người phá thôi là tiêu rồi. Cái đó nó thật, 10 người giúp mà một người phá là kết thúc mọi chuyện. 10 người nói tốt mà chỉ một hai người nói xấu, chúng ta nói rằng cái xấu cứ hiện không sao, là nó cũng cản trở nhiều, nó cũng cản trở nhiều đó quý vị. Dạ. Cho nên chúng ta làm người tu, chúng ta phải biết cái gì, biết cỡ cái quan thể đó ra. Và nếu như chúng ta đừng có câu thúc nó, hãy biết buông bỏ, hãy biết tha thứ, mình là khó lắm quý vị. Nhưng điều mà phải biết tập làm chứ. Có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mình cứng rắn hơn. Thì chúng ta bị chấp ngã nhiều, chúng ta bị người ta nói xấu nhiều, chúng ta bị cái sự mất mát nhiều, thì tự chúng ta hãy nhớ rằng không đơn giản. Mà nó tới như vậy, hầu cũng là cái nhân quả. Các pháp sanh ra nó đều có cái nhân quả, nó đều có cái nhân duyên. Mà chúng ta do cái sự vô minh, do cái sự chấp ngã chấp ta mà chúng ta không thấy được. Và chúng chấp ta đây là sao? Tôi không có làm gì nó, hay tôi không có làm hại nó, hay là cái gì đó mà tại sao nó hại tôi. Chúng ta luôn luôn chấp cái đó, chấp rằng mình không có gì hết. Nhưng tại sao chúng ta lại bị như vậy? Thì đây là một sự suy nghĩ lầm. Với cái hiểu biết Phật Pháp, các pháp sanh ra đều có nhân, đều có duyên của nó, không phải tự động mà nó xuất hiện, mà đều có một nhân quả. Mà do cái sự ngu si, vô minh, nó che khuất, chúng ta không thể hiểu biết, chúng ta không thể thấy được. Thì khi chúng ta duy cái lý đó, nghĩ cái lý đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được, kính thưa quý vị. Và rồi, có cần thiết phải căng thẳng như vậy không? Có cần thiết phải làm lớn chuyện không? Có cần thiết phải coi như là trả cái oán đó không? Cuộc đời này sống bao lâu mà hững hờ nó, hãy bỏ qua để chúng ta được sống an lành, hãy bỏ qua để cho nó yên vui. Người ta không thích đã là một, người ta giận mình đã là một chuyện, thì thôi đừng có làm người ta giận hơn nữa, oán hơn nữa, thì tự động chúng ta chất đầy cái đau khổ lên cho mình chứ có là cái gì. Người ta không thích cái điều đó thì thôi, người ta không thích chơi với mình, người ta không thích làm việc với mình, người ta không thích giao du với mình, thì cái chuyện đó là chuyện của người, à thì thôi, mà tùy duyên. Nhưng đừng bao giờ mình nghĩ rằng tao chả cần phải sợ mày, tao chả cần phải như thế này thế kia, không cần thiết phải đôi co như vậy, mà chúng ta cứ vẫn bình thường. Mà cái tâm bình thường này là đó chính là cái giá trị tu tập. Chúng ta biết suy quán, chúng ta biết quán sát về nhân quả, biết cảm nhận, biết tu tập. Chứ không nói cái miệng đâu quý vị. Phải suy nghĩ được như vậy thì chúng ta mới vượt qua được. Chứ còn bảo đảm mình chịu đựng, bây giờ kham nhẫn mà phải trí tuệ kìa. Chứ kham nhẫn phải chịu đựng coi như rộng mà chịu. Rồi đến một lúc mà không chịu nổi, một lúc nó quá trớn thì nó bực ra luôn. Và nó còn gây nên nhiều cái tai hại, còn gây nên nhiều cái điều nó đau khổ nữa. Khi mà chúng ta đã không còn cái sự tin tưởng, chúng ta không còn một cái sự mến thích, chúng ta không còn một cái sự tình thương mến thương với nhau nữa. Khi họ không thích mình thì đừng làm cho họ phải hận mình, phải giận mình. Khi không thích nhau thì đừng để làm cho họ phải giận mình. Khi họ giận mình thì đừng để họ phải cột quan trái mình. Thì tâm của chúng ta
nó được tốt đẹp. Khi đó mà chúng ta thường thường đừng có làm cái gì nó quá đáng, ngủ cũng được, ăn là chứ mày ngủ không được, mày sợ mày làm ác quá cho nên mày ngủ không có dám ngủ yên nữa. Dạ. Này kiểu như cái tâm như Tào Tháo vậy, luôn luôn nghi ngờ người ta, bởi vì có quá nhiều kẻ thù, có quá nhiều người có thể sát hại mình, vân vân. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này không có kẻ thù ở đâu mà bằng chính mình. Mình là kẻ thù mình nhất. Mình có thể cái người A, người B mà chúng ta cho là kẻ thù đó, chúng ta có thể dùng nhiều cái cách để mà chúng ta, để mà chúng ta giải quyết, để mà chúng ta ngăn chặn, để mà chúng ta hòa giải, để mà chúng ta cho mọi chuyện nó được tốt đẹp. Nhưng cái điều mà cái kẻ thù của chính mình đó chính là cái tham ái, đó là chính mình đã bị đánh mất. Cái kẻ thù phiền não đó chính là một cái điều nó ghê gớm nhất. Cho nên các bậc thánh hiền người ta đã, hay là các bậc thánh tứ quả, nó không còn cái sự khổ về thân, sẽ nó không còn cái đau khổ về tâm. Thân các ngài còn chút ít thôi, cảm thọ thôi. Nhưng cái sự cột trói của tham ái, cái sự buồn phiền của cái sự bực bội khó chịu của thân cũng rất là ít, chứ đừng nói chi là tâm. Thì các ngài đã lụi tàn hết tất cả những cái điều mà các ngài không bao giờ có cái lòng phẫn uất, có cái sự bực bội, có cái sự khó chịu bằng cái tâm. Thì tất cả chúng ta tuy là không được như các bậc thánh, nhưng cũng phải cố gắng học để chúng ta tạo thành nhiều cái pháp độ để mà chúng ta được kết quả tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, khi mà đạt được như vậy đó, thì chúng ta mới gần kề, chúng ta mới có kết quả được. Chứ không phải tự nhiên mà thọt nhiên mà ngộ đạo, thọt nhiên mà chúng ta kết quả đắc thành Phật quả đâu, mà nó thình lình mà chúng ta đạt được, không có chuyện đó đâu. Mà người muốn đạt được một cái điều tốt đẹp thì người ấy phải có một sự tu tập, một sự rèn luyện hay là một sự thực nghiệm nội tâm của mình trong cái đời sống bình dân của mình. Hôm nay gặp chuyện vui, hôm nay gặp chuyện buồn, đó chính là cái sự vận hành của các pháp vũ vi, nó không là gì cả. Rồi cảm thọ này nó là vô thường. Bây giờ vui là cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ. Một chút xíu nữa buồn, cảm thọ khổ, cảm thọ u. Nhức nhối, bực bội, nhớ lại chuyện vui, chuyện buồn gì đó là cả một quy trình của cảm thọ. Cái đời sống của chúng sinh đó là một đời sống của cảm thọ. Mà ai biết được cảm thọ, ai biết kiểm soát cảm thọ, cũng như ai biết kiểm soát được cái sự buồn vui, cái sự não nhiệt của chính mình, thì người đó đã đang tu tập. Cho nên vì vậy, cái nghĩa của bài học hôm nay mà Đức Phật ngài trả lời khẳng định cho Lương Y Chi Qua Cá là Như Lai đã đạt được cái trạng thái không sầu khổ. Như Lai đã đạt được một cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau, một cái ràng buộc gì đó, một cái sự nhiệt não, một cái sự khổ sầu và trong tâm của Như Lai nó không còn. Đó chính là cái câu kinh Pháp Cú số 90 mà Đức Phật ngài trả lời thẳng cho Lương Y Chi và cả. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có đôi điều xin trình bày của ý nghĩa và câu Pháp Cú và số 90 là như vậy. Mong tất cả chúng ta hãy cố gắng tu tập, hãy cố gắng thực hiện, dầu cho hoàn cảnh có khó khăn, cuộc đời gặp phải những cái điều không như ý, thế nhớ cuối cùng
là chúng ta phải có ý niệm, phải có sự nhẫn nại, phải có sự tu tập, phải có cái sự niệm tưởng tất cả rồi cũng vô thường, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Mà chúng ta cần phải sống làm sao cho nó được tốt đẹp, để cho chính mình được an lạc và tất cả người khác cũng được an lạc. Và xin cấm chấm dứt thời gian thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân và phước lành đến tất cả đại thiên vương, cho vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính dân đến chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như tất cả nhà tư gia quý vị và các vị, những vị ký linh chân linh, tất cả các vị chư thần chư thiên tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và kính chúc toàn thể quý vị được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khả Ni. Dạ, sau sa tu lần thay và thay mặt đại chúng, con xin được thành kính tri ân trường tọa Tây Quyền đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng ý nghĩa duyên sư bản kinh pháp cú số 90 đến học Phật tử chúng con, để con học hiểu hành theo cho được sự lợi ích và sự an vui. Kính tri ân trường tọa Tây Quyền. Dạ, thay mặt đại chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh vừa trở lại Rome để chúc phúc cho Rome. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, con kính đa cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ. Không biết đại đứa đường truyền đại đức có ổn không? Bồ Tát Sa Pa Mangalang Rakhan Tu Sa Pa Đề Bồ Tát Sa Pa Buddha Nu Pha Vê Na Sa Ra Sa Thi Pha Hoan Tu Tê Bồ Tát Sa Pa Mangalang Rakhan Tu Sa Pa Đề Bồ Tát Sa Pa Hàm Ma Nu Pha Vê Na Sa Ra Sa Thi Pha Hoan Tu Tê Bồ Tát Sa Pa Mangalang Rakhan Tu Sa Pa Đề Bồ Tát Sa Pa Sang Kha Nu Pha Vê Na Sa Ra Sa Thi Pha Hoan Tu Tê. Các hạnh phu hằng có đến người vì cầu xin thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thay và con kính truyền đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho Rum sau phần pháp. Vát Thana xin được kính mời toàn thể đạo tràng hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo để cùng Vát Thana chúng ta làm để hồi hướng đến các vị ân nhân đã quá vãng, nhờ cho quả phước thiện này được tái sanh nơi nhàn cảnh. Ya thế vata san ti vi ha ra wa si ni Phụ tê khá rê phô thi khá rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa oan thu phu chi ta sốt thinh ta rôn tê tha vi ha ra man đa lê thê ra cha ma cha na va ca cha phi khá vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Kama cha de asani kama cha isara Sapana puta sukhita pavantu te Chala puja ye pijanda sampavam Sangseda chata atavo papatika Niyanikang thamma varang patichate Sabe pidukha sakaron tu sangkhayam Thatu chirang satang thammo Thammatara cha pukhala Sangkho tu samakho va attaya cha Hitaya cha Amhe arakatu satthammo Sabe pitamma cha rino Vutting sampa punayama Thamma Ariya Paveti Te. Chúng con thành tâm hồi hướng phước thiện thanh cao này đến những ân nhân đã vãng, như tổ tiên, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Xin quý vị hoan hỷ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con đồng nhau cả thảy. Cầu mong quý vị giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con cũng thành tâm chia phần phước thiện thánh cao này
đến những ân nhân còn sống như ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con cháu, bà con, thân bằng, quyến thuộc, bè bạn. Mong quý hỷ thọ hưởng phần này của con đồng nhau cả thấy. Cầu mong quý vị thân tâm thường được an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp của kinh chuyên đề ngày hôm nay, được khen cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hồng mong được sự an vui và sự tiến hóa.